Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Thì chúng ta sẽ theo dõi ở trang 125 và chúng ta sẽ thấy là đầu tiên là về yêu cầu cần đạt. Thì trong cái bài số 5, nhân vật và xung đột trong bi kịch sẽ có đến 5 yêu cầu cần đạt. Và ở trong buổi học ngày hôm nay, khi chúng ta tìm hiểu về tri thức ngữ văn cũng như là đọc hiểu văn bản 1, thì chúng ta cần phải đảm bảo một số cái yêu cầu cần đạt như sau. Thứ nhất, đó chính là nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như là xung đột, hành động, lời thoại, nhân vật, cốt truyện và hiệu ứng thanh lọc. Đồng thời thì phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm. Nhận xét được những chi tiết quan trọng trong việc thể hiện nội dung văn bản. Và đồng thời thì biết sống có mục đích, có khát vọng cống hiến và làm chủ được bản thân và biết vượt lên mọi trở ngại. Và ở phần sau đây thì chị sẽ dành thời gian cho các bạn khoảng 2 phút để các bạn có thể đọc nhanh cho chị phần tri thức ngữ văn được cung cấp trong sách giáo khoa nhé. Sau đấy thì chị sẽ cùng các bạn để có thể tóm tắt lại, ghi chú hoặc là highlight lại những cái cụm từ khóa và những cái kiến thức về thể loại mà chúng ta cần phải nắm vững. Thì chị sẽ dành thời gian các bạn khoảng 2 phút để các bạn tự trước sơ qua về phần tri thức ngữ văn nằm ở trong 125 và 126 sách giáo khoa nhé. Chúng ta chỉ đọc phần nào liên quan đến bi kịch thôi nhé, còn phần liên quan đến tiếng Việt hay là những cái phần ở sau thì không cần phải xem qua, mà phần lớn ở đây thì nó đều là của trong thể loại bi kịch rồi, sẽ bao gồm là định nghĩa này, nhân vật này, rồi là xung đột này và hiệu ứng thanh lọc. Thì đấy chính là những khái niệm khá là mới mà chúng ta cần phải nắm vững. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tóm tắt phần tri thức ngữ văn nhé. Các bạn nhớ ghi chép lại hoặc là ghi chú lại những cái từ khóa về cái thể loại để chúng ta khi nhìn lại thì nó dễ dàng hơn trong việc học tập nhé. Thứ nhất đó chính là về bi kịch. Thì ở trong sách giáo khoa đã cung cấp đó chính là bi kịch là một thể loại thuộc kịch. Thì kịch chính là một cái loại hình sân khấu. Và ở trong kịch ấy thì nó sẽ có sự là một cái sự tổng hợp của nhiều thể loại. Nó sẽ bao gồm sáng tác, tức là cái kịch bản ấy, thì mình gọi là mình thuộc cái lĩnh vực đó chính là văn học. Tuy nhiên thì khi diễn kịch thì các bạn biết là chúng ta sẽ cùng phải kết hợp với âm thanh, với diễn viên, với đạo cụ, thì đấy là thuộc lĩnh vực sân khấu. Cho nên bản chất về kịch thì nó chính là một cái loại hình tổng hợp của nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Và đồng thời thì khi triển khai xung đột thông qua cái sự dàn cảnh, luân chuyển lời đối thoại, hành động của nhân vật trên sân khấu. Và hầu như thì kịch sẽ chỉ có là ngôn ngữ đối thoại hoặc là bàng thoại mà thôi. Bàng thoại chính là nói chuyện với khán giả đấy. Và tiếp theo đó chính là khi chúng ta tìm hiểu về đặc trưng của thể loại bi kịch cũng chính là trọng tâm của cái chủ đề này. Chúng ta cần phải nắm được. Thứ nhất đó chính là về cái bi. Và chúng ta biết là bi ở đây có nghĩa là buồn, có nghĩa là đau khổ trong bi kịch, bi tráng ấy. Thì bi chính là đặc trưng của bi kịch. Và cái bi thì nằm xuất hiện trong nhiều lĩnh vực của đời sống và trong nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau và nhiều thể loại. Và cái yếu tố hạt nhân để quyết định cái bi ở trong bi kịch đó chính là đặc điểm thể loại làm nên cảm hứng chủ đạo. Tức là nó sẽ phải phân biệt với các cái tiểu loại khác thuộc kịch. Ví dụ như là hài kịch thì sẽ nói về cái tính chất là hài hước. Còn chính kịch thì thường nói về những cái vấn đề quan trọng, những vấn đề nóng bỏng trong xã hội. Và cái bi kịch thì nó lại tập trung vào cái việc là đau khổ, cái nỗi bất hạnh của nhân vật. Và yếu tố thứ hai đó chính là kiểu nhân vật, xung đột và tổ chức ngôn từ, hành động. Đây cũng chính là cơ sở để chúng ta có thể đọc hiểu một cái đoạn trích, một cái văn bản kịch cũng như là phân tích được cái đặc sắc nội dung của nó và nghệ thuật nữa. Và đồng thời thì cái yếu tố hạt nhân nữa đó chính là tầm đón nhận của khán giả. Đấy chính là những cái yếu tố hạt nhân quyết định đến thể đặc trưng cái bi của bi kịch. Và thứ hai đó chính là khi chúng ta nhắc tới xung đột kịch thì chính là giống như kiểu nó quan trọng giống như tình huống ở trong truyện ấy, thì nhắc tới kịch không thể nào không có xung đột. Và xung đột kịch ấy thì tập trung diễn tả những cái xung đột hệ trọng đạt đến mức căng thẳng cao độ thì mình gọi là xung đột trong bi kịch. Và ở trong bi kịch ấy thì thường là cái xung đột sẽ xuất hiện khi mà những cái mong muốn hành động cao đẹp hào hùng của nhân vật nó đối lập, nó tương phản, trái ngược một cách cụ thể rõ ràng, đẩy lên được cao trào đối với tình thế bi đát mà không thể đảo ngược được. Tức là một cái là cái mong muốn thái độ của nhân vật, còn một cái nữa đó chính là cái thực tại không thể nào mà thay đổi. Và từ đấy để xây dựng và trở thành cái tồn tại ngay trong cái bản tính của nhân vật đấy thì mình gọi là xung đột. Và cái xung đột đó cũng chính là cái sự trái ngược, cái sự
tương phản giữa những cái lựa chọn hành động tự do của nhân vật và cái tất yếu khách quan không thể nào thay đổi được. Tức là nhân vật có khao khát được thay đổi, khao khát muốn đổi thay cái điều gì đấy nhưng không thể làm được bởi vì đấy là một cái tất yếu khách quan của cái xã hội đương thời. Thì từ đấy sẽ gây ra một cái kết quả, đó chính là thảm họa, gây nên cái đau khổ tột cùng cho số phận của nhân vật và không thể giải quyết êm ấm được. Và có thể nói được rằng là chắc chắn là kết cục của nhân vật trong bi kịch sẽ là chết. Và về phần C thì khi chúng ta nói về cái cảm hứng chủ đạo của bi kịch ấy, thì chúng ta sẽ chú ý đó chính là bi kịch thì hình thành từ cái xúc cảm đau đớn về sự mất mát trong giá trị của đời sống, có thể là mất mát về tình yêu, tình thân, tình cảm giữa bạn bè, thì đấy thì mình gọi là cái sự mất mát trong giá trị của cuộc sống. Và ở đây thì nó chính là ý thức về cái đẹp, cái hùng phải chịu thất bại đưa đến nỗi đau cùng cực cho nhân vật, rồi là khát vọng hành động tương ứng với lựa chọn tự do của nhân vật chính, và là tiếng nói khẳng định sự bất tử của ý chí, khát vọng và chiến thắng tinh thần của con người. Thì đấy chính là những cái cảm xúc chủ đạo được nhắc tới, từ đau khổ tuyệt vọng cho đến hy vọng và khát vọng. Và về chủ đề của bi kịch ấy thì nó sẽ có một số chủ đề sau. Thứ nhất là có thể nói về cái định mệnh ngang trái cùng với khát vọng kỳ vĩ không thể thành hiện thực được, rồi là những mất mát lớn lao hay là tình yêu trắc trở và sự trả thù khó khăn, rồi là sự giằng xé giữa bổn phận và đam mê, sự tội ác và sự trừng phạt của lương tâm. Thì tất cả những cái chủ đề này thì nó sẽ xuất hiện ở trong các tác phẩm bi kịch, và các bạn lưu ý là không phải là một tác phẩm chỉ có một chủ đề đâu nhé. Chị nghĩ là các bạn đã từng biết đến câu chuyện của Romeo và Juliet đúng không? Thì đối với Romeo và Juliet thì sẽ xuất hiện một số chủ đề như sau: nói về định mệnh ngang trái, nói về tình yêu trắc trở, nói về cái sự giằng xé giữa cái bổn phận và cái tình yêu của mình, bổn phận với dòng họ, với dòng tộc, với gia tộc, rồi là với tội ác và sự trừng phạt khi mà hai bên gia đình cứ tranh đấu và chém giết lẫn nhau. Thì đấy chính là những cái chủ đề của tác phẩm đấy. Và chúng ta thấy là trong một cái tác phẩm bi kịch như thế thì có thể đan xen rất nhiều cái chủ đề với nhau. Và D là cốt truyện. Thì cốt truyện được tổ chức dựa trên những cái mâu thuẫn căng thẳng ở trong cái tác phẩm bi kịch đấy, và tình tiết và diễn biến hành động thì phát triển gấp gáp với những tai biến bi đát và kết cục bi thảm của nhân vật hoặc là nhiều nhân vật. Tại vì là ở trong một tác phẩm bi kịch ấy thì không phải là chỉ có một người chết đâu các bạn ạ. Và nếu như các bạn có thời gian thì hãy dành đặt thời gian để đọc toàn bộ tác phẩm của như là Romeo và Juliet hay là Hamlet hay là Vĩnh Viễn hay là Cửu Trùng Đài, xin lỗi, phải là Cũng Như Tôi, thì các bạn sẽ thấy là rất nhiều nhân vật đã phải trả giá bằng tính mạng của mình dựa trên cái tiến trình rồi cái phát triển cốt truyện đấy, rất nhiều người đã phải chết chứ không chỉ là nhân vật chính. Và E về đặc trưng của nhân vật thì nhân vật ở trong bi kịch ấy thì thường được miêu tả với một cái tính cách rất là mạnh mẽ cùng với khát vọng khẳng định chính kiến, đức tin lẽ phải của mình bằng lựa chọn hành động tự do, và cái khát vọng đấy thì thường sẽ xung đột với hoàn cảnh thực tế và vấp phải những cái trở ngại ngay trong bản tính cố hữu không thể vượt qua. Tức là nó có thể là xung đột với thực tế nhưng mà nó cũng có thể xung đột với chính nhân vật đấy. Tức là chúng ta xung đột với chính mình, với hoàn cảnh của mình, với con người thực sự của mình, với cái nội tâm của mình, thì mình gọi là trong tính chính cái bản tính cố hữu của nhân vật. Và thường thì nhân vật sẽ phải trải qua các cái trạng thái giằng xé, bế tắc, rơi vào trạng thái nặng nề bởi vì phải đấu tranh mà. Và có cái kết cục bi thảm đó chính là phải trả giá bằng tính mạng. Và xong thì đôi khi thì cái việc chết nó không bi kịch bằng ý thức về sự mất mát của giá trị đời sống. Hay chúng ta còn gọi một cái câu mà chúng ta thường nói đó chính là sống không bằng chết. Thì đấy chính là cái ý này. Tức là có thể nhân vật vẫn còn tồn tại, nhưng cái sự tồn tại đấy thì nó không còn ý nghĩa nữa, không còn được tự quyết định cho cuộc đời của mình nữa. Sống vô tri, vô giác. Sống không được gọi là sống mà nó chỉ là tồn tại mà thôi. Thì đấy chính là cái việc sống không bằng chết. Và đến với phần S thì chúng ta sẽ nói qua về ngôn ngữ bi kịch. Ở ngôn ngữ bi kịch ấy thường sẽ mang nặng chức năng biểu hiện và thúc đẩy hành động tô đậm xung đột. Tức là sẽ làm nổi rõ được cái việc là được đẩy đến cao trào mạnh mẽ, dữ dội như thế nào. Rồi là tổ chức ngôn ngữ trong bi kịch thì có sự luân chuyển lời thoại và thể hiện sự gay gắt, căng thẳng, tột độ của cả diễn biến hành động bên ngoài lẫn bên trong, suy tư, trăn trở và ý chí khát vọng của nhân vật. Tức là thể hiện thông qua cả suy nghĩ và hành động, thông qua cả cái suy nghĩ và lời nói để thể hiện được tất cả những cái diễn biến, những cái sự thay đổi trong cái tâm lý dẫn đến cái cao trào, mà cao trào đấy chính là cái đỉnh cao của xung đột.
Và ESG thì đây chính là nói một khái niệm mà chị nghĩ nó khá là mới, đó chính là hiệu ứng thanh lọc của bi kịch. Hiệu ứng thanh lọc của bi kịch sách giáo khoa cũng có giải thích cho các bạn. Ở đây thì chị sẽ tóm tắt lại, đó chính là hiệu ứng thanh lọc sẽ chia làm 3 quá trình. Thứ nhất là theo dõi, thứ hai là cảm nhận, thứ ba là nhận thức. Thì đầu tiên là người đọc sẽ phải theo dõi những cái hành động kịch được đẩy lên căng thẳng và gay gắt, dẫn đến cái kết cục bi thảm. Và từ cái số phận đấy của nhân vật thì người đọc sẽ có những cái cảm nhận đầu tiên, đó chính là sợ hãi trước cái hiện thực đấy, sợ hãi, kinh hoàng, thương cảm, xót xa cho số phận của nhân vật. Và từ những cái cảm nhận đầu tiên như thế, sau này sẽ thúc đẩy đến cái nhận thức, đó chính là căm ghét cái đê tiện và giả dối, để từ đó ngưỡng mộ và cảm phục cái cao cả và có những cái hành động đúng đắn trong tương lai, trong cái hành động của đời thực. Thì đấy là mình gọi là hiệu ứng thanh lọc, tức là cái cách nói một cách dễ hiểu thì đây chính là cái ảnh hưởng của cái bi kịch đấy đến cái nhận thức và hành động của người, thì đấy mình gọi là hiệu ứng thanh lọc. Về cơ bản thì các cái đặc trưng thể loại nó khá là dễ và dễ hiểu, thì trên đây là một số cái tóm tắt cũng như là bổ sung thêm của chị để có thể khiến cho các bạn hình dung khái quát nhất có thể ở bước đầu tiên. Và đến với phần B thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc văn bản sống hay không sống, đó là vấn đề của tác giả William Shakespeare. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến cái phần một lớn, đó chính là phần tìm hiểu chung. Thì ở phần này chị sẽ dành thời gian cho các bạn khoảng 2 phút để các bạn có thể mở sách giáo khoa trang 130, đọc qua cho chị cái phần giới thiệu về tác giả William Shakespeare cũng như là giới thiệu về con đường sáng tác và tác phẩm Hamlet của ông nhé, để chúng ta có thể tóm tắt dễ hơn và hiểu vấn đề hơn. Chị sẽ dành thời gian cho các bạn để các bạn tự đọc. Các bạn hãy mở sách giáo khoa trang 130 ra để đọc nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần tóm tắt tìm hiểu chung nhé. Thứ nhất đó chính là về tác giả. Thì tác giả theo như cái tiếng của bên chữ Latin tiếng Anh ấy, chúng ta sẽ viết như ở trên phần đó, góc bên trái này, đó chính là William Shakespeare. Tuy nhiên thì khi chúng ta học tiếng Việt thì chúng ta sẽ phải phiên âm, mình hay thường gọi là việt sắp đấy, tức là mình sẽ phiên âm lại tiếng Việt để có thể dễ dàng hơn trong quá trình trao đổi và soạn thảo văn bản. Thì chúng ta sẽ lưu tâm và có thể lưu ý cho chị cái cách viết của trong sách giáo khoa nhé, là William Shakespeare viết theo cái phiên âm tiếng Việt. Và phần A, chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc đời của tác giả. Trước hết thì William Shakespeare là một tác giả sinh năm 1564 và mất vào năm 1616. Và có thể khẳng định ông là một nhà soạn kịch, là một nhà thơ lớn nhất nước Anh thời kỳ phục hưng. Và ông sinh ra trong một gia đình buôn bán len dạ ở bên châu Âu thì nó rất là lạnh. Thì họ sẽ dùng len dạ, thì chị nghĩ là các bạn đều biết chất liệu vải này đúng không? Và khi ông 14 tuổi thì do gia đình sa sút cho nên ông buộc phải thôi học. Đấy chính là các cái đặc điểm về cuộc đời của William Shakespeare một cách ngắn gọn nhất. Và tiếp theo thì cái giai đoạn khi ông trưởng thành và phát triển, thì từ năm 1585 thì ông lên London, tức là thủ đô của Anh, để kiếm sống và làm giúp việc cho đoàn kịch, sau đó trở thành diễn viên, nhà soạn kịch và là người đồng sở hữu đoàn kịch, tức là từng bước đi lên đấy. Và năm 1599 thì ông tham gia xây dựng nên nhà hát Địa Cầu. Và chúng ta nói đến một cái tác giả được đánh giá là nhà soạn kịch, nhà thơ xuất sắc nhất của nước Anh thời kỳ phục hưng, thì chúng ta không thể nào mà không nói về sự nghiệp sáng tác của ông. Và sáng tác của ông thì gồm 37 tác phẩm vở kịch, 4 trường ca, 154 bài sonnet, được xem như là kiệt tác hàng đầu của thế giới. Và kịch của ông thì bao gồm nhiều thể loại, tức là nó sẽ bao gồm cả bi kịch, cả chính kịch, cả hài kịch. Tuy nhiên thì nổi tiếng và đặc sắc nhất đó chính là bi kịch. Và bi kịch của Shakespeare thì chứa đựng tinh thần nhân văn sâu sắc, thể hiện qua các nhân vật phóng khoáng, tự do, có tính cách mạnh mẽ, qua lời thoại sắc sảo, tinh tế, nghệ thuật triển khai, đan xen các tuyến xung đột, các tuyến hành động kịch mang tính chất dồn nén và tập trung. Thì đấy chính là cái đặc điểm phong cách sáng tác của Shakespeare. Phần này có đọc sách giáo khoa ở trang 131, nếu như các bạn có thể xem lại thì có thể mở sách giáo khoa nhé. Hoặc là các bạn có thể gạch chân dưới từ khóa luôn để chúng ta có thể ghi nhớ luôn từ bây giờ. Và đến với phần 2 nhỏ, đó chính là văn bản. Thì trước hết chị sẽ tìm hiểu và sẽ nói qua cho các bạn về cái vở kịch này. Thì vở kịch Hamlet được sáng tác vào khoảng năm 1599 đến năm 1601 và dựa trên cái cốt truyện về hoàng tử Hamlet xứ Đan Mạch trả thù cho cha. Và Shakespeare đã đặt nhân vật trong vở kịch và bối cảnh hậu kỳ phục hưng, khi lý tưởng nhân vật à, khi lý tưởng nhân văn chủ nghĩa lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc bởi xung đột với thực tế lịch sử nghiệt ngã, tức là
cái nhá khát vọng được cống hiến, cái khát vọng sống ngay thẳng, sống chính trực, cái lý tưởng nhân văn của con người lúc bấy giờ nó hoàn toàn xung đột với hoàn cảnh thực tế, với đời sống, với cái bản chất xã hội khi mà nó đã đi vào cái sự thoái hóa. Và khi mà cái xã hội lúc bấy giờ nó tồn tại rất rất nhiều cái mặt trái, những cái mặt tiêu cực, thì nó đã xung đột với cái lý tưởng nhân văn chủ nghĩa lúc bấy giờ. Và điều đấy đã gây ra những cái sự khổ đau, những cái sự giằng xé trong con người. Và chính cái nguồn cảm hứng đấy đã khiến cho Shakespeare viết lên cái vở kịch Hamlet này. Và vở kịch thì gồm 5 hồi. Phần tóm tắt của vở kịch thì các bạn hãy mở sách giáo khoa theo chị trang 126. Các bạn sẽ thấy là ở đây sẽ có là cái phần tóm tắt bi kịch. Và phần tóm tắt này sẽ khá là đầy đủ từ cái phần là hồi 1, hồi 2, hồi 3, hồi 4, hồi 5. Và đồng thời sẽ giới thiệu một chút xíu về cái vị trí của cái đoạn trích sống hay không sống đó là vấn đề. Cho nên thời gian để chúng ta đọc, chị sẽ dành thời gian cho chúng ta để chúng ta có thể đọc được cái phần tóm tắt để hiểu toàn bộ cái cốt truyện của câu chuyện này. Hamlet là ai? Chàng đã gặp vấn đề gì? Tại sao chàng lại phải trả thù cho cha? Kết cục của chàng là gì? Trong cái quá trình trả thù như thế, chàng đã gặp những khó khăn, những thách thức gì, và chàng đã đối diện với nó như thế nào? Thì phần này nó sẽ khá là dài và chị sẽ không thể đọc được hết cả cái phần này cho các bạn. Thì chúng ta sẽ dành thời gian khoảng 2 đến 3 phút để các bạn có thể mở sách giáo khoa, đọc cho chị phần tóm tắt bi kịch Hamlet ở trang 126, 127 nhé. Để chúng ta có thể hiểu hơn về cái tác phẩm này. Chúng ta nhớ dành thời gian để đọc nhé. Chúng ta chỉ thì có thể hiểu được văn bản khi chúng ta hiểu được cái bối cảnh và toàn bộ tác phẩm đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp nhé. Hẳn là các bạn đều đã đọc được xong cái phần tóm tắt 5 hồi này đúng không? Và chị nghĩ là chúng ta sẽ cũng đều ấn tượng với cái sự phát triển của cái cốt truyện trong vở kịch này, về cái hành trình trả thù cho cha của hoàng tử Hamlet. Và B nhỏ đó chính là khi chúng ta nói về cái đoạn trích sống hay không sống đó là vấn đề, mà tiếng Anh thì nó được đặt tên là chính là to be or not to be. Và đoạn trích này thì thuộc cảnh 1 hồi 3 của vở kịch, tức là các bạn sẽ thấy là cái hồi 3 ở trang 131 ấy, thì các bạn đọc đến phần này chưa? Ở phần hồi 3 thì nội dung chính đó chính khi đó là khi mà vua cùng với viên cận thần là Polonius rình nghe trộm cuộc nói chuyện của Hamlet và Ophelia, con gái của Polonius, và cùng với cũng như là người yêu của chàng, và Ophelia đã trả lại những kỷ vật tình yêu, và Hamlet nói với nàng rằng là những cái lời tàn nhẫn và cốt để cho nàng rời xa mình. Hamlet đã bố trí cho một gánh hát vào cung điện diễn vở kịch cái bẫy chuột có nội dung ám chỉ của mưu sát, khiến nhà vua hoảng hốt bỏ ngang buổi diễn, vội vàng đi vào cung. Và Hamlet thì theo sau định hạ sát vua nhưng buộc phải dừng tay vì thấy vua đang cầu nguyện. Và Hamlet tìm đến phòng hoàng hậu để trách cứ mẹ, và thấy động sau rèm thì tưởng nhà vua rình nấp vào đó, thì Hamlet bèn rút gươm ra đâm, nhưng mà hóa ra lại là giết chết Polonius, và đây chính là cha của người yêu. Và chúng ta thấy được rằng là ở cái văn bản sống hay không sống này thì nó sẽ là thuộc cái phần đầu của hồi 3, cảnh 1 đấy, tức là khi mà nhà vua trò chuyện với Polonius để nghe được cái cuộc trò chuyện giữa Hamlet với là Ophelia. Và chúng ta thấy là ý nghĩa của cái văn bản này đó chính là không chỉ góp phần khơi gợi cái chiều sâu tư tưởng chủ đề của vở kịch, mà nó còn gợi nhiều suy ngẫm về bản tính của con người và về những cái nỗi vướng mắc tâm tư và trăn trở muôn đời của con người trong cuộc sống. Về phần đọc văn bản thì phần chị sẽ dành thời gian cho các bạn để đọc văn bản khoảng khoảng 1 đến 2 phút thôi, để chúng ta có thể kịp về cái phần là đọc hiểu văn bản này. Thì các bạn phải đọc qua, và đặc biệt là lưu ý cho chị cái lời thoại ở trang 129. Thì trước hết là các bạn hãy dành thời gian để có thể đọc tiếp nhé. Hồi nãy thì mình đã đọc được cái tóm tắt về toàn bộ vở kịch rồi, là bao gồm 5 hồi. Còn bây giờ thì nhiệm vụ của các bạn đó chính là sẽ đọc lướt qua cái văn bản sống hay không sống đó là vấn đề này, trước khi chúng ta đi vào phân tích theo đặc trưng của thể loại nhé.
Ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau, chị sẽ đọc lại cho vòng cái lời thoại mà nó khá là trọng tâm trong văn bản, và chính là lời thoại của Hamlet ở trang 129 khi mà Hamlet đối thoại với Ophelia. Sống hay không sống, đó là vấn đề. Chịu đựng tất cả những viên đá, những mũi tên của số mệnh phũ phàng, hay là cầm vũ khí vung lên mà chống lại với sóng gió của biển khổ, chống lại để mà diệt chúng đi, đằng nào cao quý hơn. Chết là ngủ, không hơn. Và tự nhủ rằng ngủ đi tức là chấm dứt mọi khổ đau của cõi lòng và muôn vàn vết tử thương mà hình hài phải chịu đựng. Kết liễu cuộc đời như thế chẳng đáng mong muốn sao? Chết, ngủ. Ngủ có thể chỉ là mơ. Đây mới là điều khó khăn, vì trong giấc ngủ của cõi chết ấy, khi ta đã thoát khỏi cái thể xác trần tục này, những giấc mơ nào sẽ tới? Điều đó làm ta phải ngừng lại ngay mà suy nghĩ. Chính điều đó đã gây ra bao tai họa cho cuộc sống dằng dặc này, bởi vì ai là người có thể chịu đựng được những roi vọt và khinh khí của trời đại của thời đại, sự áp bức của kẻ bạo ngược, hống hách của kẻ kiêu căng, những nỗi dày vò của tình yêu tuyệt vọng, sự trì trệ của công lý, hỗn xược của cường quyền, sự miệt thị của kẻ biệt tài với đức tài nhẫn nhục. Chỉ khi cần với một mũi dùi là có thể đủ đưa mình đến chỗ yên nghỉ. Có ai đành cam chịu than vãn rên rỉ, đổ mồ hôi dưới gánh nặng của cuộc đời mệt mỏi, nếu không phải chỉ vì sợ một cái gì mênh mang sau khi chết? Cả một thế giới huyền bí đã phải vượt biên cương thì không một du khách nào có quay trở lại. Nỗi sợ làm cho tâm trí rối bời và bắt ta phải cam chịu mọi khổ nhục trên thế giới này còn hơn là bay tới những khổ nhục khác mà ta chưa hề biết tới. Đấy, chính nỗi vướng mắc của tâm tư ấy làm cho chúng ta trở nên hèn mạt tất cả, và ngọn lửa của quyết tâm vừa bùng lên đã mờ nhạt ủ nhiều đi trước cái sự leo lắc của suy nghĩ đó. Bao dự kiến lớn lao cao quý cũng phải xoay chiều đổi hướng, chẳng thể biến thành hành động. Ôi khẽ chứ, kìa Ophelia yêu kiều, nữ thần của ta ơi, khi nàng cầu nguyện, xin nàng đừng quên những tội lỗi của ta. Thì đấy chính là cái phần lời thoại mà chị nghĩ là khá là quan trọng trong văn bản. Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.